Thưa quý vị, có thể nói hiện nay thời tiết cực đoan tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang diễn biến phức tạp. Sau Lâm Đồng đã có hai người tử vong và mất tích tại Bình Thuận. Đại thông tin Duyên Hải Phan Thiết liên tục phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc gần cảng cá La Ghi tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân mất tích. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng trong khu vực thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu không số bị chìm biết thông tin hỗ trợ tìm kiếm cứu vớt nạn nhân và cử cán bộ chiến sĩ đồng biên phòng Phước Lộc cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7, xuồng không số hành nghề lưới ghẹ gồm 4 lao động giao đến khu vực cửa cảng cá La Ghi thì bị sóng đánh chìm, 4 người bị rơi xuống biển. Sau đó, 3 lao động được thuyền cá ngư dân hoạt động gần đó cứu vớt an toàn. Riêng ông Nguyễn Văn Trọng, 41 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Ghi, bị sóng cuốn mất tích. Đặc điểm nhận dạng nạn nhân cao khoảng 1m60, mặc áo thể thao dài tay màu xanh, quần dài màu xanh, và sau hai ngày tìm kiếm vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân. Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Tại, 47 tuổi, do trượt chân khi đi làm rẫy tại vườn cao su gần bờ suối chùa, xã Nghĩa Đức, huyện Tánh Linh, bị nước cuốn trôi vào lúc 14h30 phút ngày 29 tháng 7, đã tìm thấy thi thể vào lúc 21h10 phút cùng ngày.